Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. Hello mọi người, lại là mình đây, Trang nè. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hay là chào mừng mình đã quay trở lại với kênh YouTube Phủi Bụi này ta. Trước đây thì khi được hỏi là mình làm gì thì mình rất là tự tin nhận mình là YouTuber toàn thời gian. Nhưng mà giờ để nói là toàn bộ thời gian của mình để làm gì thì mình cũng không chắc chắn có thể nói rõ nữa. Vậy nên mình quyết định làm hẳn một video highlight cuộc sống của mình dạo gần đây để xem là mình đã làm gì tuần qua và mình đã biến mất ẩn dịch lâu như vậy để làm gì nha. Thực ra thì một tuần này cũng biến mất đôi ba ngày cho nên là thôi, bắt đầu vào video nhé. Tính ra mỗi ngày thì mình dậy khá sớm, mặc dù công ty giờ giấc thì làm theo giờ sao hỏa, cụ thể là chậm hơn xã hội tầm 3-4 tiếng, nhưng mà có lẽ là do tuổi tác chăng mà 6:30 là đã tự động dậy khỏi giường rồi. Routine quen thuộc sau khi làm vệ sinh cá nhân của mình sẽ là dọn lại khu vực bếp hoặc là phơi quần áo, rồi sau đó là chuẩn bị bữa sáng. Lúc này không phải đến nỗi là quá đói đâu, nhưng mà thói quen của mình là ngày 3 bữa, không bỏ bữa nào á. Hôm nay trong tủ lạnh thì không còn nhiều đồ ăn cho nên mình pha một gói phở ăn liền, cho thêm một ít thịt bò để mà bổ sung đạm một lát nữa đi tập. Và bữa sáng của người lười cứ như vậy mà hoàn thành. Bình thường thì mình sẽ luôn mua bánh mì để sẵn trong tủ lạnh cho bữa sáng, nhưng mà hôm nay hết bánh rồi mọi người ạ, chưa kịp mua cho nên là phở gói thì cũng là một lựa chọn không tồi. Những ngày có mood thì thường mình sẽ chuẩn bị bữa sáng đầy đủ và đẹp mắt hơn. Nó không chỉ giúp đủ chất mà còn khiến bản thân cảm thấy là được yêu thương và chiều chuộng chính mình ý. Cũng là một cách để khởi động tốt nhất cho ngày mới. Nhưng mà không phải ngày nào cũng có mood để mà làm những bữa ăn xinh đẹp, cho nên là hôm nay tự cho phép bản thân lười biếng nhanh gọn như vậy cũng được. Một bát phở thịt đầy cũng nạp đủ năng lượng cho buổi tập sáng nay. Nhưng mà trước đó thì tất nhiên là vẫn không thể nào thiếu cà phê. Dù routine của mình có thay đổi qua thời gian, nhưng mà chỉ riêng việc nạp cà phê mỗi ngày thì chỉ có nhiều hơn chứ là không có thấy giảm đi. Đôi khi á, buổi sáng chỉ cần một lát bánh mì để lót dạ, nhưng mà cà phê á, thì chắc chắn là không thể thiếu. Hồi trước thì mình thường uống Robusta phần trăm cao hơn Arabica, nhưng mà gần đây thì mình thích uống chua hơn cho nên thường chọn những loại cà phê nào mà phối trộn Arabica nhiều hơn, kết hợp với sữa hạt quen thuộc. Nhiều khi uống ở những chỗ khác thấy không ngon bằng mình tự pha ở nhà cơ. Thông thường thì mình sẽ dành khoảng 20-30 phút đầu ngày bên ly cà phê của mình. Có thể là đọc sách, có thể là xem review phim. Hôm nào bận rộn cần ra khỏi nhà sớm thì sẽ là combo vừa nghe review phim, vừa uống cà phê và trang điểm. Tất nhiên thì hôm nay không phải là ngày bận rộn cho nên mình có thể tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh này. Sau đó là thay đồ để chuẩn bị đi tập. Chuyến đi Hà Nội kết hợp với đi Hà Khẩu ăn uống cứ gọi là vô tư tới bến á, thì cái khát khao lớn nhất khi về lại Sài Gòn á, chính là được tới phòng tập. Nhưng bị một cái là cũng sắp đến ngày dâu á mọi người. Nếu bạn nữ nào mà cũng tập gym ấy, thì hẳn là sẽ biết là con gái chúng mình mà cứ đến gần ngày dâu á, chắc chắn là thể lực sẽ suy giảm rất là nhiều. Vậy nên nếu mà muốn tập á, thì mọi người càng phải ăn nhiều, ăn đủ chất đạm và tinh bột nha. Vậy mới có thể có đủ sức để tập được. Từ nhà mình tới phòng tập thì mất khoảng 10 phút, kể cả gửi xe lên thang máy, tới phòng tập thì cũng mất từ 15-20 phút. Khởi động thì mình sẽ đi bộ và chạy tầm khoảng 15 phút. Trước đây thì theo thói quen của PT cũ thì mình chỉ khởi động khoảng 5 phút đi bộ cho nóng người thôi. Nhưng mà về sau á, khi mà quen dần với cường độ thì mình tự biến tấu và thay đổi mỗi ngày để cho cơ thể không bị quen rồi chai lì á. Mình cũng không phải là đứa chạy bền, mình cứ chạy nhanh một phút thì mình sẽ đi bộ chậm một phút, cứ liên tục như vậy, vừa đi bộ vừa chạy, đi bộ rồi chạy, sau đó thì đổi sang đi bộ dốc, rồi lại chạy nhanh rồi lại đi bộ, vừa làm nóng người vừa đốt calo tốt, sau đó là các bài tập với tạ toàn thân. Thường thì rụng dâu á, mình sẽ nghỉ khoảng một tuần, cho nên là những ngày mà gần tới ngày dâu thì mình sẽ tập các bài toàn thân kết hợp. Ví dụ như bài này là tập chân, lưng trên và lưng dưới luôn, mỗi bài thì tập 15 rep và tập cho 4 set. Sau đó là tập lưng, tập chân và gập bụng. Sau một tiếng thì cũng đủ rồi. Ngày đầu trở lại thì mình cũng không muốn là cơ thể quá tải, cho nên là mình dừng lại khi vừa thấy đủ thôi. Sau đó là đi tắm, thay đồ, giảm chút son và chân mày. Tiếp tục là tìm chỗ ăn trưa. Lúc này tầm 11 giờ hơn rồi, nhưng mà nếu lên công ty thì chắc là cũng chỉ làm bạn với mũi thôi, cho nên mình quyết định là sẽ đi ăn trưa. Trong lúc lướt Instagram thì mình vô tình phát hiện ra quán này, cảm thấy là đúng gu mình cho mình tới thử xem sao.
Quán này có tên là Nhàn, nằm ở trên đường Hàn Thuyên bên cạnh Outback, quán quen của mình ấy. Vừa bước vào là thấy ưng rồi nha. Không gian rộng rãi, thoải mái, tông trắng chủ đạo kết hợp với các nội thất gỗ nâu trầm, mang hơi hướng sang trọng và ấm cúng. Vốn bản chất thì đây cũng là một cái biệt thự với view đẹp rồi, cho nên là quán cũng không cần phải cố gắng hay là phô trương gì cả, tạo cảm giác đơn giản, thoải mái, nhẹ nhàng. Đặc biệt là view ban công này nè. Cái công viên này thực sự rất ăn tiền nha, phải lưu lại hôm nào cùng mấy đứa bạn tụ tập, thật sự là miễn chê luôn. Menu của Nhàn thì gồm nhiều các món Âu Việt, mức giá thì mình thấy là trung bình của các tiệm brunch mà mình hay ăn thôi. Mình gọi một cô pro cam và một phần gà bọc bacon chiên giòn, ăn kèm với rau củ nướng. Đồ ăn mình thấy là chế biến ngon, khẩu phần vừa đủ, không gian yên tĩnh. Bên cạnh mình là một cặp đôi đang ngồi trò chuyện, xa xa là các chị gái đang ngồi tán chuyện với nhau. Nói chung là không gian rất là thích. 12 rưỡi thì mình lên văn phòng vì 1 giờ mình sẽ có lịch quay reaction. Ngoài việc làm content kênh cá nhân thì mình cũng phụ trách chuyên mục game trên channel và host của hôm nay anh gì. Mình tự thấy là bản thân không quay nhiều và sản xuất nội dung nhiều như các bạn Gen Z ở công ty, nhưng mà vẫn cố gắng mỗi tuần đều có content. Lúc mọi người reaction thì mình sẽ ngồi sau máy quay để follow và đặt thêm các câu hỏi để mọi người có thể mở rộng nội dung nói và chia sẻ. Không khí làm việc sau 2 giờ chiều năng động hơn rồi nè. Gần đây thì công ty còn tuyển một số gương mặt mới, càng làm cho tôi thấy gánh nặng tuổi tác mọi người ạ. Trong lúc làm thì tranh thủ ăn ké của Vân. Vân bảo là đang xem phim, thấy là diễn viên order đồ ăn ngon quá, thế là cũng order về. Trời ngon thiệt nha. Sau khi quay xong thì ngồi sửa bài đến 5 giờ. Lúc này trời vừa mới mưa xong. Sài Gòn thì tưởng đâu là qua mùa mưa rồi, nhưng mà lâu lâu thì vẫn làm cho tôi phải bận hết hồn chơi vậy đó. 3 giờ chiều rồi cái mưa cá là trời nứt. Nhưng mà mưa thì vẫn còn nhỏ hạt nha. Thường tầm này mà xong việc á là mình sẽ bọc lại về nhà luôn, nhưng mà lỡ có hẹn với chị Quỳnh để ghé spa của chị. Hồi 3-4 năm trước á thì Thảo bạn mình làm bên team ACA Beauty, lúc đó thì mình cũng có hợp tác với chị Quỳnh. Dần sau này hai chị em vẫn giữ liên lạc và nói chuyện qua lại với nhau. Một người chị rất là tuyệt vời và tâm huyết với công việc. Bởi vậy khi mà có ai hỏi chỗ spa để mà làm da thì mình vẫn chỉ qua bên ACA. Đợt rồi đi Hà Nội hà khẩu, vừa thay đổi thời tiết, vừa ăn quá trời đồ cay nóng, cho nên là chị Quỳnh kêu qua đây, chị dưỡng phục hồi lại cho. Thế là một con bé lăn lộn 1 tiếng đồng hồ vượt qua sự tắc đường từ quận 1 để chạy qua spa của chị. Gần đây thì spa được nâng cấp trang thiết bị lên nhiều, trở thành đối tác của một thương hiệu mỹ phẩm châu Âu nữa, cho nên là càng chuẩn chỉnh hơn. Mình tranh thủ triệt lông, nạnh mụn và được tư vấn peel da nhẹ không bong chóc. Ngày hôm sau ngủ dậy không chỉ da không bong mà vết nạnh mụn cũng không bị sưng tấy luôn, vẫn rạng rỡ thay đồ để ra khỏi nhà nè. Sau một trận mưa xối xả ngày hôm qua thì hôm nay trời trong xanh và khá đẹp. Túi tốt đỏ này là hôm qua mình mua ở nhà nè. Mặc dù đã dặn lòng rất nhiều lần là không mua túi tốt nữa đâu, nhưng mà vì kích cỡ này nè và màu sắc này thì mình chưa có, cho nên là vẫn bấm bụng rất ẻm về. Anh Học hôm nay hẹn mình sang quán cà phê. Ngay đầu hẻm có một bánh tô đà chua, cho nên mình ghé vào để mua một ít bánh ăn sáng. Mọi người cũng biết là mình rất là mê bánh mì rồi đúng không? Mà mỗi lần bước vào tô đà chua thì không thể nào không cảm thán. Would it make any difference? Would it change for the better? If I wrote you a poem, if I posted a letter? Trên kênh mình có một video đi Quy Nhơn với anh Học về nhà anh Long. Nếu mọi người còn nhớ thì đợt này các anh mình cũng đang chuẩn bị khai trương một quán cà phê mới có tên là Ketchup, nằm ngay trong hẻm 180A Hai Bà Trưng bên cạnh Ambilish. Quán đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, vẫn còn phải sửa chữa nhiều. Nhưng mà anh Học hẹn qua đây để thử menu của quán. Mặc dù vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nhưng mà cũng có thể tưởng tượng ra được vibe của quán rồi nha. Tông xám chủ đạo, ngoài sân thì có tán cây mát mẻ để mà ngồi trò chuyện với nhau, không lo khói bụi hay là xe cộ ồn ào. Bên trong quán thì không gian nhỏ xinh vừa đủ. Mình đặc biệt thích chiếc bàn ngay bên cạnh quầy pha chế này nè. Buổi sáng đón nắng thật sự rất là xinh luôn. Ngoài ra thì nếu ngồi ở đây còn có thể được xem quá trình pha chế cà phê thủ công. Pour over là món mình thích và cũng là mê nhất trong cái menu được thử ngày hôm ấy. Hôm đó thì cũng là lần đầu tiên được đi thử món ở một quán nước mới, cho nên khá là hào hứng. Nào là cà phê sữa đá nè, bạc xỉu nè, latte, cà phê tiramisu, matcha tiramisu và matcha latte. Mỗi ly cà phê đều được thiết kế riêng biệt với ống hút thì khác nhau. Mình hay chồng mấy ảnh là trời, anh OCD quá rồi đó.
Nhưng mà chọc thì chọc vậy thôi, nhưng mà vẫn đánh giá rất là cao sự chỉnh chu và chi tiết này nha. Còn hương vị thì nói chung là cũng chúc mừng anh vì đã mời được hai cô em khó tính đánh giá. Mình tưởng là mình khó rồi á, nhưng mà chị Lan còn khó tính hơn mình gấp ngàn lần luôn. Với lại mình cũng bảo là quán này mà khai trương á là đánh trúng meta của khách hàng nào mà thích kem sữa này, vì quán này quá là hào phóng kem sữa luôn. Và kem sữa rất là ngon luôn. Còn cà phê thì vẫn đang trong quá trình điều chỉnh, với lại cũng chưa có đầy đủ món. Vừa thử đồ uống vừa bàn luận thì tính ra hôm nay là mình thử đâu đó 4-5 ly cà phê và matcha á mọi người. Tất nhiên cái gì đến cũng đến, mình bị say cà phê. Thế nên là mình lặng lẽ rút lui thôi, coi như là nguyên ngày hôm đó là lờ đờ chẳng làm được gì nữa luôn. Mà đợt này nếu mọi người muốn ghé qua thử thì cũng có thể tới thử nha. Quán vẫn phục vụ nhưng mà trong giai đoạn hoàn thiện, chưa chính thức opening đâu. Và mình nghĩ rằng mình nên đặt cho cái vlog này có tên là Cuộc sống của Coffeeholic, vì cái lượng caffeine trong video này quá cao. Trải qua cơn say cà phê hôm qua nhưng mà sáng ngủ dậy thì não mình vẫn kêu gào một ly cà phê latte sữa hạt mọi người. Bữa sáng ngày hôm nay thì màu sắc hơn hôm qua một chút bởi vì mình đã có bánh mì. Máy pha cà phê và lò nướng mini này á, chắc chắn là bảo vật sau này mình sẽ truyền lại cho con gái của mình để nó truyền lại cho con cháu. Bởi vì sự nhỏ bé nhưng mà cống hiến không ngừng nghỉ của hai em. Nhiều lần mình cũng nghĩ đến chuyện mua máy nướng bánh mì chuyên dụng rồi. Nhưng mà em Lock and Lock này vẫn còn làm ăn ngon lành cho nên là ý định đó vẫn chưa thể thực hiện được. Một lát bánh mì mình ăn kèm với lại rau xà lách, một lát trứng chiên và một vài miếng đu đủ chính là bữa sáng yêu thích của mình. Bánh mì nguyên cám mix hạt ở Torrejua rất ngon nha, mọi người nên thử. Độ dày hoàn hảo, nướng lại một chút là thơm lừng cả nhà luôn. Thêm một ly latte sữa hạt nữa là perfect. Ăn xong thì cũng tranh thủ chuẩn bị bữa trưa. Nấm đùi gà sau khi rửa sạch thì thái lát mỏng vừa ăn rồi cho vào chảo dầu nóng. Sau khi đảo qua cho nấm mềm thì cho hỗn hợp sốt teriyaki, tương ớt đỏ Hàn Quốc, dầu mè, nước mắm, tiêu, đường, mè trắng. Là đã có một phần nấm xào đỏ Âu siêu bắt cơm này nè. Ngoài cơm trắng ra thì mình chuẩn bị thêm một hộp rong biển nữa để ăn kèm. Chuẩn bị xong thì cũng thay đồ để đi làm. Hôm nay lịch quay TikTok của mình ở văn phòng là 11 giờ, nhưng mà 9 giờ 30 thì mình sẽ ra khỏi nhà. Lỉnh kỉnh rất là nhiều đồ luôn. Tại vì một lát nữa mình còn phải ghé siêu thị để mua nguyên liệu cho ngày quay hôm nay. Thực ra thì một phần nguyên nhân mà thời gian này mình ít quay YouTube hơn ấy là vì mình cũng phải dành nhiều thời gian để phát triển kênh TikTok của mình. Hồi xưa anh Huy dục mãi là kêu làm TikTok đi nhưng mà không chịu. Đến khi bắt đầu làm rồi thì mọi người đều đã đạt được những cột mốc nhất định. Vì vậy mà mình càng phải bỏ nhiều thời gian hơn để cố gắng bắt kịp các bạn khác. Mặc dù vậy thì vẫn đuối, vẫn hoang mang, nhiều lúc là cũng không rõ là mình phải làm gì cả. Cho nên là thôi, cần cù bù khả năng. Hôm nay lịch quay của mình vào 3 clip ngắn, mất khoảng 4 tiếng. Quay xong là thực sự rã rời, không còn miếng sức nào luôn. Thì phát hiện là đến ngày dâu rồi, vừa mệt nhưng mà cũng vừa thở phào. Video này thì chắc là cũng dài rồi, đến đây thì mình sẽ tạm ngưng ha. Ngồi làm cái voice off này thì cũng hơn một tiếng mọi người. Thu âm đến giờ là mình cũng sắp thở không ra hơi rồi mọi người ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến hết video này. Và hy vọng là sớm gặp lại mọi người trong những daily vlog lần sau nha. Bye bye. Đừng quên subscribe ủng hộ tôi nha.